Không được rồi Anh sẽ giải phóng sữa động cho vợ Thật á? À? Giải phóng như thế nào? Giờ dạ đây anh cho xem cái này Cái gì cơ Nồi chiên không dầu á? Từ từ đã nào, vợ nhìn kỹ chưa? Đây là nồi chiên hơi nước đa chức năng Thay thế 10 thiết bị nhà bếp đấy nhá Đây nhá, còn được giảm 40% đây này, này. ui thật á? Thế chồng mua cho em ngay đi Có ngay luôn đây Thiết kế siêu tinh tế Hãng này là của Đức nhìn là mê, dùng là phê, siêu siêu nhiều chức năng, tiện dụng cho vợ dễ dùng, có sách công thức nấu, có hướng dẫn đầy đủ, vợ chỉ việc nhìn và bấm theo thôi. Có cái nồi chiên hơi nước này, vợ không cần quá nhiều nồi niêu lịch kỉnh đâu, tiết kiệm thời gian, không gian và chi phí. Thế đây vợ nấu một bữa cơm bằng cái nồi này xem thế nào nhé. Theo như giới thiệu thì nồi này có thể chiên không dầu, nướng hấp rất đa năng. Trước tiên thì mình sẽ làm món sườn nướng nhé. Sườn thì mình đã ướp từ sáng rồi, mình sẽ bọc vào giấy bạc để cho đỡ cháy. Giờ chỉ việc đậy nắp lại và chọn chức năng nướng thế là xong. Thiết kế kính trong suốt có thể nhìn rõ được thức ăn bên trong. Nếu nước khoảng một nửa thời gian thì mình sẽ lật mặt thịt. Ui, có ai nhìn thấy miếng mỡ đang chảy từ sườn không? Chỉ 30 phút thôi là sườn của mình đã chín rồi. Tiếp theo thì mình sẽ làm đến món hấp nhé. Mình chỉ việc cho một chút nước vào cái khay này, sau đó thì đậy nắp lại và mình sẽ hấp hai món cùng một lúc. Rất là tiện luôn, mình vừa hấp rau củ vừa hấp luôn món đậu bảng cảm ứng đa chức năng sử dụng rất là dễ dàng mình hấp một loáng là đã xong hai món này rồi ngoài chức năng hấp ra thì mình còn có cả chế độ hâm thịt nữa mình cũng sẽ hâm lại luôn cái bát thịt kho tàu này Và giờ thì chỉ việc bày biện ra bàn rồi mời mọi người thưởng thức bữa trưa với vợ chồng mình nhé nhằng cái là đã có bữa cơm ngon lành rồi một điểm mà mình rất thích chính là chiếc đồ này có chức năng tự vệ sinh mình chỉ việc ấn hai nút rồi để đó ăn cơm xong là mình đợi cho nó hài hết hơi như thế này khi nó nguội hẳn thì mình chỉ việc lau qua một vài lượt là nó đã sạch bong kinh kít rồi ta -da. Ừ. Không ừ, thử xem, vợ thử một miếng đang cho vợ thử nào <cười> <cười> Ngon thật đấy Ngon Tính ra có cái nồi này nhàn hẳn nhỉ Công nhận May mua được cái lúc nó đang sale Giảm của một nửa Hời quá hời Đợt này em thấy nhà Tapuho có chương trình ưu đãi giảm giá lên đến 40% đó các chị ạ. À. Nhà ai chưa có thì tranh thủ sắm ngay một chiếc nồi về với gian bếp nhà mình nhá Link nhận ưu đãi em sẽ để ngay bên dưới đây. Các chị em nhanh tay đừng bỏ lỡ cơ hội này nha.